trở về với giáo xứ chúng ta. Và chúng ta hãy làm theo cái câu nói của Thánh Teresa Avila: hãy vác thập giá trên vai để chúng ta đi, và đừng kéo lê thập giá. Nếu như chúng ta kéo lê thập giá thì chúng ta sẽ càng nặng hơn. Và sau đây chúng con xin kính mời quý cộng đoàn và các bạn giới trẻ sẽ cùng tiếp tục đi những bước tiếp theo trong chương trình nghệ thuật thánh ca tối ngày hôm nay với hai tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên của các bạn giới trẻ giáo sĩ Hai Giáp gửi đến cho chúng ta một phút thinh lặng trong cõi lòng mỗi người chúng ta, duy nhất qua phần ca vũ với tựa đề một chữ lặng. Và tiết mục thứ hai chúng ta gặp đến với những ca sĩ Thu Lương với sáng tác của Lê Yến Hoa, nhạc phẩm Cây Vĩ Cầm. Và một tràng pháo tay chúng ta chào đón hai tiết mục sau đây. Tiếng gió xa quán cơn đau này.
Rất hay với tiết mục múa rất là mãn nhãn của các bạn đã mang trở về để góp chung trong đêm.